Chào mừng bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì các bạn ạ, đằng sau mình kia là có cái con sông nha. Thì hôm nay là mình quyết định là sẽ ra đấy trải nghiệm, nghĩa là câu cá, rồi là mình có mang gạo, nếu mà có cá thì mình sẽ nấu cơm mình ăn nha. Còn không có cá thì mình ăn cơm không các bạn nha. Hôm nay sẽ là một cái trải nghiệm của mình bên bờ sông này nha. Con sông này ở Đài Loan rất là nhiều cá luôn các bạn nha. Nhiều kinh khủng luôn các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ quyết định là kiểu như là gọi là một sinh tồn một ngày bên bờ sông này nha. Đó, bây giờ mình và các bạn đã cùng xuống nha. Ờ, các bạn ơi, các bạn xem mình đã phải chuyển cần lên sát trên vệ cây này rồi nhá. Bởi vì nước bây giờ nước nó dâng lên rất là nhanh luôn. Bao này của mình nước nó dần đến luôn. Thì sáng giờ là mình có câu được một con cá này nha các bạn. Nhìn nó giống cá trê lắm. Nó vẫn còn đang sống nha. Đó, các bạn xem này. Rồi, bây giờ mình nghĩ mình sẽ làm một cái bếp, xong bắt đầu là mình sẽ nấu cơm và ăn nha các bạn. Bởi vì sáng nay đi sớm mình cũng chưa ăn sáng, bây giờ đói thôi. Rất là to nha, bằng hai ngón tay của mình nha. Nó yếu rồi các bạn ạ. À, cái ngạnh nó đâm vào rất là đau nha các bạn ơi. Con này giống cá trê nhưng mà không phải sao các bạn ạ. Mình nó sáng luôn. Ao. Cái ngạnh nó đâm vào đau quá. Các bạn xem này. Thế nào mình bây giờ mình sẽ đi chặt tre để mình nấu cơm với lại là nướng con cá này nhá. Rồi gióm lửa để nướng. Ở đây thì rất là nhiều củi các bạn này, cành tre. Thì mình sẽ làm một cái bếp chỗ này cho nó cao lên chút các bạn nhé. Mình sẽ đào một cái bếp ở đây nha. Cơm nha các bạn. Mình kiếm một cái ống tre mà nó rộng lỗ. Mình có thể nấu bỏ gạo vào nấu nha. Đấy. Cái ống này là nó có ruột bên trong các bạn thấy nhá. Mình sẽ nấu được nha. Các bạn nha, đây là cái bếp của mình rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái ống tre kia ra, xong rồi đổ gạo vào và nấu cơm nha các bạn. Để xem là có thành công với cái món cơm nấu cho ống tre không nha. Okay, các bạn ơi, gạo mình đã cho trong ống tre nha. Đấy, các bạn xem này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào, xong rồi mình sẽ gác lên bếp mình đun nha. Cái bếp kia rồi, bếp sinh tồn của mình. Đó, mình sẽ gác như thế này lên và mình đun nha.
các bạn xem nhá. Đây là mình sẽ đợi nó sôi lên rồi mình xem nhá. Bây con cá này thì mình sẽ xử lý là mình nướng trực tiếp luôn nha các bạn. Mình sẽ kiếm một cái que tre mình xiên vào xong rồi mình nướng luôn nha. Đó, thế là trưa nay mình có bữa cơm sinh tồn các bạn nha. Cái trải nghiệm này cũng rất là thú vị nha. Bữa cơm sinh tồn của mình nha các bạn. Nấu cơm bằng ống tre và cá nướng nha. Đó, thì cần câu mình còn đang ngâm ở kia các bạn nhỉ. Đó, nước hiện tại bây giờ nó dâng lên là không, nhưng mà không biết là mình có kịp mà kịp nấu xong cơm nó chín không nhá. Nước đang dâng lên rất là nhanh các bạn ạ. Đó, trải nghiệm này cũng rất là thú vị nha các bạn. Toát hết mồ hôi các bạn ơi. Nhưng mà vui, đã các bạn ạ. Đó. Con cá này rất là nhiều nhớt nha các bạn ơi. Đó, nó dính cát vào này các bạn. Đó, sẽ làm sạch nó đi và nướng nha các bạn. Các bạn này, mình đã rửa con cá đi nha. Đó, cái bếp của mình cũng đang rất là nóng rồi. Mình sẽ tranh thủ mình nướng nha. Đúng là đậm chất sinh tồn các bạn nhá. Đó các bạn ơi, nói chung là một ngày cuối tuần của mình lâu lâu làm được video nó sinh tồn, đậm chất sinh tồn này nó sướng các bạn ạ. Đó, hôm nay mình là thử nghiệm mà nấu cơm trong ống tre nhá, với lại là cá nướng nguyên con các bạn ạ, để xem nó như thế nào nhá. Đó, cần câu mình còn đang ngâm ngoài kia để xem có bắt có con nào nữa không nhá. Ở cái sông này thì rất là nhiều cá to luôn đó, nhưng mà đang gặp một cái vấn đề rất lớn, đó chính là cái nước sông này nó đang dâng lên nhá. Cái bếp sinh tồn của mình thì không biết là có kịp cơm chín để là mình ăn không nhá. Thì sợ là cơm chưa chín thì nước nó đã dâng lên tắt bếp nha. Đó, tranh thủ nướng thôi các bạn ơi. Rất là đã luôn các bạn ơi. Thành công với cái bếp sinh tồn rồi. Nhưng mà không biết là có thành công với cái món cơm nấu cho ống tre không nha. Thêm củi vào các bạn ạ. Đã quá các bạn ơi. Trễ to rồi. Cái cần câu của mình nó bị ngập các bạn ơi. Nhấc nó ra thôi. Ngập rồi, ngập rồi. Đưa về thôi. Có lẽ mình bây giờ phải tập trung nấu cơm thôi, không là tí nữa nó ngập bếp là chết đói luôn các bạn ạ. Rồi. Bây giờ tranh thủ nấu cơm thôi các bạn ạ. Ui khoái quá. Chết rồi, món cá chấm cát của mình chết rồi. Toang rồi. Không để ý nữa, cá chấm xuống cát rồi. Rửa đi đã. Au. Con này có cái ngạnh nó đâm rất là đau nha các bạn. Rồi. Tiếp tục. Cháy rồi các bạn ơi. Cháy rồi. Đậm chất sinh tồn các bạn ạ. Rồi, bắt đầu lại tiếp tục nướng. Nước nó đang tiến lại rất là gần rồi các bạn này. Đó, còn một chút nữa là nó ngập thôi. Bây giờ mình phải tranh thủ làm nhanh nhá, nướng nhanh nhá. Đã quá các bạn ạ. Cái trải nghiệm đúng là thật là thú vị luôn. Nhưng mà có điều một chút là có đổ máu rồi các bạn ơi. Những cái cành tre rồi ấy nó đâm một xước hết chân mình nhá. Nhưng mà như này thì nó mới là trải nghiệm sinh tồn các bạn ạ. Đó, đây là cái trải nghiệm sinh tồn đầu tiên của mình các bạn ạ. Rất là đã, rất là thú vị nhá. Cá nướng nguyên con, cơm nấu cho ông cha nhá các bạn. Và cái bếp sinh tồn của mình. Nhưng mà tranh thủ nấu cũng là nó ngập luôn, tắt bếp sinh tồn các bạn ạ. Các bạn thấy cách nướng cá của mình ghê chưa. Đó, cắm xiên vào mà mình nướng nhá. Rất là hay luôn. Rồi.
Hy vọng, ôi cháy ống tre rồi mà không biết là cơm đã chín chưa này các bạn ơi. Nó có thất bại không ta? Từ từ đi, bình tĩnh nha các bạn. Để xem nào. Ống tre bên dưới nó đang bị cháy rồi nhá. Rồi là không biết là bên bên trong là cơm nước thế nào. Tí nữa thì cơm gạo ra gạo mà nước chảy xuống dưới. Nhưng mà cái món cá này là chắc chắn thành công nha các bạn. Đó, rất là hấp dẫn rồi này. Chắc thịt lắm, ngon lắm các bạn ơi. Chất chưa, cái bếp chất. 10 điểm cho cái bếp. Nhưng mà không biết là cái món cơm nó thành công không nhá. Có hơi sai lầm một tí là cái nước này nó đang chuẩn bị nó dâng lên rồi mà không biết là có kịp chín không nha các bạn. Có lẽ mình phải tranh thủ đốt lửa cho to lên xem như thế nào nhá. Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đã lắm các bạn ơi. Tuy có đổ máu một tí thôi nhưng mà rất là vui các bạn ạ. Nó thú vị kinh khủng luôn đấy. Lần đầu tiên mình trải nghiệm cái kiểu là ăn cá nguyên con nướng nha các bạn. Rồi là cơm nấu trong ống tre nhưng mình biết có thành công không thôi. Đấy. Cái cơm bắt đầu là cũng đang có dấu hiệu là chín rồi các bạn nhá. Nước thì đang bắt đầu tiến lên rồi. Chỉ sợ là tắt bếp rồi các bạn ạ. Nhanh lên nhá, cái món cá là thành công rồi các bạn nhá. Cái món cơm nấu cho ống tre của mình là thành công được một nửa rồi. Sôi rồi các bạn nhá. Còn con cá này thì ngon hết sảy rồi các bạn này. Ngon hết sảy 37 luôn. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Đợi một lúc nữa cơm nó chín thì mình và các bạn sẽ cùng thưởng thức nhá. Đúng là cái trải nghiệm này rất là đã luôn các bạn ạ. Hơi bị ồn với cái máy cày bên kia các bạn kìa. Nó ý bực cả mình. Đang yên tĩnh thì ra. Đó các bạn xem nhá. Một lúc nữa là chín rồi. Mình nghĩ chắc chỉ khoảng 5-10 phút nữa là ăn được các bạn nhá. Trong cái ống tre kìa, hột cơm đấy, cái hạt cơm nó nở hết rồi nhá. Đợi một chút nữa nó âm chín là dẹp. Ui xưa, cá kia thì tuyệt vời các bạn ơi. Đấy, mỡ xèo này, đấy thấy chưa. Tuyệt vời lắm các bạn nhá. Mình đã chiến thắng cái nước này nhá các bạn. Cơm chín hết rồi, nước vẫn chưa đến, ha ha, thắng rồi. Rất là vui nha các bạn. Nước chưa kịp dâng đến thì mình đã nấu xong cơm nha. Hơi đói một chút các bạn. Sáng giờ câu mãi với được một con cá ấy các bạn nhá. Đúng là hôm nay là nó đen thôi, chứ đỏ thì quên đi các bạn ạ. Rất là nhiều cá luôn nhưng mà đen một chút thôi. Vẫn có cá ăn các bạn nhá. Ngon quá trời. Các bạn nhìn con dao sinh tồn của mình chất không? Hơi bị sắc nhá. Chém sắt như chém bùn đi nhá. Đấy. Cả quả cần câu sinh tồn của mình luôn này các bạn này. Cần câu này mình tự chế nha các bạn. Đấy. Cái máy này mình tự làm hết luôn. Cần này thì mình vớ được, nhặt được cần gãy người ta mình chế vào nhá. Nói chung mình đi sinh tồn thì không có mang gì cả các bạn nhá, chỉ mang nước ngọt thôi nhá. Các bạn xem cái món cá huyền thoại của mình này, rất là ngon rồi nhá, thơm kinh khủng luôn. Các bạn xem này, thơm kinh khủng luôn nhá. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Cá nướng vừa bắt được lên nướng luôn, sướng lắm các bạn nhá. Vị nó ngọt kinh khủng luôn. Hơi am khoái tí thôi, không sao cả. Và cái món cơm huyền thoại của mình đã chín rồi nhá các bạn. Bây giờ sẽ lôi ra để ăn luôn nhá các bạn. Rồi chiến tiếp. Tuyệt vời các bạn nhá. Đậm chất sinh tồn hoang dã các bạn ạ. Mình cũng thích hoang dã các bạn nhá. Các bạn xem mình sinh tồn này. Chuyến sinh tồn của mình này là sượt hết chân rồi nha các bạn. Không sao. Miễn sao là mình có cái trải nghiệm rất là thú vị là được rồi. Các bạn xem nước nó ngập kinh chưa. Đính ra là mình định bơi nhưng mà thôi, quyết định là không bơi nữa, về nhà. Bây giờ mình sẽ đi ăn cái này đã rồi về nhà tắm nha các bạn. Đấy, các bạn xem này, cơm chín rồi nhá. Bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ nào nó cao ráo sạch sẽ, mình sẽ thưởng thức cái món cơm này nhá. Cơm và cá nướng nha các bạn. Ok các bạn ạ, ngày hôm nay của mình nó phải gọi là một cái ngày trải nghiệm cực kỳ là thú vị nha các bạn. Có thể gọi là săn bắt của mình, sinh tồn của mình, gọi là đẳng cấp, gọi là cha của đỉnh. Đó, đây là món cá nướng của mình nhá. Rất thành công, mỹ mãn luôn các bạn ơi. Đấy. Các bạn xem nhá, đây là con cá nướng nguyên con của mình nhá. Đó, rồi là cái món đặc biệt đây.
cơm nướng trong ống tre nha các bạn. Cơm nướng trong ống tre nha. Hy vọng là nó sẽ thành công nha. Bây giờ mình sẽ mở cái ống tre này ra xem cơm nó như nào nha các bạn. Đói rồi. Đấy, không thấy con dao đâu ta. Hay là con dao để dưới ao, à dưới sông rồi. À đây rồi các bạn ơi. Mình lại cứ tưởng là mình để quên cái dao sinh tồn của mình ở dưới ấy nhá. Ở dưới con sông kia nhá. Bây giờ mình sẽ chẻ cái ống tre này ra xem cơm nó chín không nha các bạn. Ui ôi, tuyệt vời các bạn ơi. Hết sảy con bà bảy luôn. Wow, hơi sượng rồi, toang rồi, toang rồi. Các bạn xem này, cơm nướng, cơm nấu trong ống tre của mình này chín được một nửa các bạn ạ. Toang rồi, không sao, về mình sẽ thử ăn nhá. Wow, hôm nay mình cũng không có mang cái thìa hay cái đũa nha các bạn. Mình quyết định là sẽ làm ngay một cái đũa luôn các bạn ạ. Sinh tồn là phải như thế nhá, sinh tồn là thiếu gì ta làm cái đó các bạn ạ. Mình sẽ chế hai cái đũa. Đấy. Cái này là thành cái đũa nha các bạn. Vót tròn nó đi một tí nữa là đẹp hơn các bạn nhá. Đấy. Sinh tồn cái hải vi lốc nó phải như thế này các bạn ạ. Đấy, mình đang làm cái đũa nữa nhá. Đậm chất sinh tồn luôn. Ok các bạn nhá, mình đã có đôi đũa rất là tuyệt vời nhá. Đôi đũa sinh tồn của mình nhá. Ở đây là món cá của mình này. Đây là cơm của mình trưa nay nha các bạn. Mời các bạn ăn trưa cùng với mình nhá. Mình sẽ nếm thử cái món cơm nấu cho ông Chia như thế nào nhá. Ngon lắm các bạn nhá. Nó có cái vị của cái chia này các bạn ạ. Rất là thơm luôn. Nó khác lắm các bạn ạ. Ăn nó thơm như kiểu là nấu nước mía vào ấy. Mời các bạn miếng nữa nhá. Tuyệt vời các bạn ạ. Thế là hôm nay mình không chết đói các bạn ơi. Miếng nữa nha. Hết sảy con 37 luôn. Mình sẽ ăn thử con cá này nha các bạn. Mời các bạn ăn con cá nướng nguyên con của mình nha. Sao mà nó ngon thế các bạn ơi. Đang đói ăn được toàn món đặc sản các bạn ạ. Đậm chất sinh tồn nhá. Wow, ngon quá các bạn ạ. Các bạn xem cá nướng nó ngọt kinh khủng luôn. Đúng là thật, trải nghiệm ngày hôm nay rất là thú vị nha các bạn. Wow. Ngon thế. Các bạn có thấy ngon không? Mời các bạn nhá. Tuyệt vời các bạn ơi. Mình không nghĩ là trải nghiệm mà nó lại thành công đến như vậy nhá. Sướng lắm các bạn ạ. Các bạn xem cái ống cơm này, vừa đủ để mình ăn luôn nha các bạn. Rất là ngon luôn đấy. Giống người rừng chưa các bạn? Các bạn có thấy mình giống người rừng không? Ngon lắm các bạn ơi. Ăn cơm nó dẻo như ăn xôi các bạn nhé. Mời các bạn con cá nhá.
mình nghĩ là sinh tồn kiểu này thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi các bạn nhá. Lâu lâu thử một cái trải nghiệm thôi các bạn ạ. Chứ mà cứ như này hoài thì chắc là mình còn xương các bạn nhá. Ăn rất là sướng nhưng mà mỗi tội là mình hơi bị xước chân rồi, hơi có tí đổ máu các bạn ạ. Lâu lâu mình đã làm cái trải nghiệm sinh tồn các bạn nhá. Ăn thêm miếng cơm các bạn ơi. Các bạn mà ở đây thưởng thức cùng mình nữa thì ngon lắm các bạn ạ, hết sẩy luôn. Con cá này ăn nó ngọt lắm các bạn nhá. Cá vừa bắt được luôn đấy, xong mình nướng tuyệt vời lắm. Ok, mình sẽ ăn một tí cơm nữa các bạn ạ. No out rồi các bạn ạ. Cái chỗ cuối này tại là mình đóng nó chặt quá, nó hơi bị sượng các bạn, không có ăn nữa nhá. Vẫn luôn. Vậy là mình đã ăn xong nhá, trải nghiệm của mình hôm nay rất là thú vị luôn nhá. Bắt được cá này, tự săn bắt cá, tự làm một cái bếp sinh tồn và nấu cơm bằng trong ống tre nữa các bạn. Mình không nghĩ là hôm nay nó thành công rực rỡ như vậy nhá. Thì hy vọng các bạn xem video này của mình sẽ thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhá. Chào tất cả các bạn. Bye bye.